Sáng ngày 1 tháng 10, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Hưng Đạo đã trang trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ phường, mùng 3 tháng 10 năm 1947, mùng 3 tháng 10 năm 2022. Tới dự và chúc mừng về phía lãnh đạo thị xã có đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thị ủy, Trung tâm Chính trị thị xã, cơ quan khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng đại diện một số phòng ban của thị xã. Về phía phường Hưng Đạo có đồng chí Lê Văn Hùng, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, đại biểu cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo phường qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các khu phố cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn. Cách đây 75 năm, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy Đông Triều, nay là Thị ủy Đông Triều, ngày 3 tháng 10 năm 1947, tại chùa Mỹ Cụ, thôn Mỹ Cụ, xã Hưng Đạo, tiền thân của Đảng bộ phường Hưng Đạo được thành lập với 3 đảng viên. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử, là bước ngoặt quan trọng của phong trào cách mạng của phường Hưng Đạo. Đảng bộ phường Hưng Đạo ra đời giữa lúc cuộc kháng chiến chống Pháp bước vào giai đoạn cam go ác liệt. Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo phát triển và củng cố tổ chức đảng, xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố chính quyền, xây dựng các tổ chức cứu quốc. Trong cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ và thực dân Pháp xâm lược, Đảng bộ phường Hưng Đạo đã lãnh đạo nhân dân chung sức chung lòng cùng với nhân dân miền Bắc hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng hậu phương vững chắc, lập được nhiều chiến công vang dội. 75 năm qua, Hưng Đạo từ một xã nghèo nàn lạc hậu đã từng bước phát triển và đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 14%, thu nhập bình quân trên đầu người đạt 108 triệu đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm dần qua các năm. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, các thiết chế văn hóa ở cơ sở được quan tâm đầu tư nâng cấp, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo. Nhìn lại chặng đường 75 năm thành lập và phát triển, từ chỗ chi bộ chỉ có 3 đảng viên, đến nay Đảng bộ phường đã có trên 360 đảng viên sinh hoạt ở 14 chi bộ trực thuộc. Tại buổi gặp mặt, đại diện các thế hệ đảng viên đã phát biểu khẳng định niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của quê hương, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ phường, từ đó nguyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng phấn đấu lao động, học tập rèn luyện, đóng góp tâm sức trí tuệ cho sự phát triển chung của phường trong những năm tiếp theo. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã thay mặt Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu và kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân phường Hưng Đạo đã đạt được trong những năm qua, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thị xã. Đồng chí Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã mong muốn Đảng bộ và nhân dân phường Hưng Đạo tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực mà sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị, phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của phường. Đồng chí Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã cũng lưu ý, Hưng Đạo cần đánh giá kỹ tiềm năng thế mạnh của địa phương, làm cơ sở rà soát điều chỉnh, xây dựng các quy hoạch trên địa bàn phường sao cho phù hợp, trong đó tập trung vào lĩnh vực thương mại và dịch vụ, đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, thực hiện công tác chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục phát động triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, tập trung thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nghị quyết đại hội đảng bộ phường lần thứ 37, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng phường Hưng Đạo phát triển nhanh và bền vững, ngày càng giàu đẹp và văn minh.